Chương trình thời sự của Đài Phát thanh, Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chào quý thính giả, ban biên tập chương trình thời sự mừng xuân bính thân của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xin kính chúc quý thính giả một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Chương trình Thời sự mừng xuân chiều nay thứ hai, ngày 8 tháng 2 năm 2016, nhằm ngày mùng 1 Tết Nguyên đáng gồm có những nội dung đáng chú ý như sau. Người dân Long An nô nức ra đường xem dân nghệ và đón giao thừa Xuân Bến Thân 2016. Năm 2015, Đảng bộ tỉnh Long An phát triển đảng viên đạt 113,4% kế hoạch. Sau phần tin phóng viên Kim Ngân có phóng sự Tết sum vầy, truyền thống của người Việt. Phần cuối chương trình là tin trong nước và thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi nội dung phần tin trong tỉnh. Đêm qua 29 Tết, hàng ngàn người dân khắp nơi trong tỉnh đã đổ ra đường chạy dừng chân tại công chiên thành phố Tân An để xem chương trình văn nghệ và háo hức xem pháo qua chào đón giao thừa mừng năm mới bính thân 2016. Qua trong không khí khắp nơi trên cả nước đón mừng xuân mới 2016, tối qua tỉnh Long An cũng tưng bừng đón giao thừa cùng giới thưởng thức chương trình văn nghệ tại công chiên thành phố Tân An với chủ đề mừng đảng quang dinh mừng xuân bính thân 2016. Giữa các tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc thu hút rất đông người dân đến theo dõi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lê Tấn Dũng, cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và thành phố Tân An đến dự. Nhiều con đường trung tâm ở thành phố Tân An được trang trí đèn qua lộng lẫy, có phần trang hoàng cho thành phố Tân An thêm phần lung linh tỏa sáng. Lòng người thêm nô nức, chờ đợi khoảnh khắc giao thừa. Đây cũng là lúc hàng ngàn người dân khắp nơi từ nông thôn đến thành thị đã tụ họp quanh khu vực sân trường động, nơi diễn ra lễ hội bắn pháo hoa để cùng nhau đón mừng thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới dường như ai cũng muốn tranh thủ có được một nơi tốt nhất để ngắm pháo hoa vào thời khắc thiên liêng. Anh Nguyễn Văn Đạt ngụ phường 4, bà Nguyễn Ngọc Anh Thư ngụ phường 3, thành phố Tân An vui vẻ cho biết. Năm nào cũng đi xem. Dạ, muốn ước là sang năm nó tốt đẹp hơn. Trong em là em rất là hồi hộp mong chờ một ngày uh, pháo hoa rất là rực rỡ uh, và giống như là cũng uh, mong là năm mới mọi người được nhiều sức khỏe đúng không chờ, người dân Long An đã được thưởng lãm những trang pháo hoa nghệ thuật lung linh sắc màu, mang theo bao ước mơ và niềm tin một năm mới, nhiều thành công mới và thắng lợi mới. Hòa chung giới không khí cả nước đón mừng Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Đêm qua 7 tháng 2 năm 2016 nhằm ngày 29 Tết, Quyền quỹ Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quyền Đức Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động sôi so nổi mừng Xuân Bến Thân 2016. Mở đầu chuỗi hoạt động chào mừng là đêm dân nghệ, với nhiều tiết mục ca múa nhạc sôi nổi được diễn ra tại trung tâm văn hóa thể thao quyện. Trong không khí náo nức tưng bừng của đêm giao thừa, đoàn Lân sư rồng đã có tiết mục múa mừng năm mới, cùng với đó là nhiều tiết mục mừng Đảng quang vinh, mừng xuân thắng lợi được trình diễn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân đến xem. Đến khoảng 22 giờ trong làng xe cộ tấp nập, nhiều người đã di chuyển đến gần khu vực trung tâm thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa để chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới qua chương trình bắn pháo hoa. Đúng không giờ ngày mùng 1 Tết Bính Thân, những tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên, báo hiệu một năm mới đã bắt đầu trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Chương trình bắn pháo hoa này được diễn ra trong thời gian 15 phút. Đây là hoạt động đặc sắc và thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn quyển Đức Hòa, nhất là trong dịp Tết Bính Thân 2016 này. Năm 2015, các cấp quỹ đảng trong tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm túc, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết của tỉnh quỹ năm 2015. Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp quỹ có nhiều đổi mới, khoa học, năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nâng lên. Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức được tăng cường, công tác kiểm tra giám sát thực hiện tốt việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 11 về xây dựng đảng gắn chế tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh ngày càng đi vào chiều sâu góp phần ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên các cấp quỹ đảng đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo chỉ đạo sâu sắc hiệu quả công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong tỉnh góp phần quyết định thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là góp phần cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới được các cấp quỹ quan tâm. Trong năm, toàn tỉnh đã kết nạp 1.701 đảng viên, đạt 113,4% kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm năm qua toàn quyện châu thành đã quy động nguồn vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng trong đó vốn trong dân là hơn 90 tỷ đồng từ nguồn vốn này các xã đã đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn trường học các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn theo đó kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh với nhiều mô hình hiệu quả như trồng thanh long chăn nuôi gia cầm gia súc góp phần cùng toàn quyện châu thành đạt được kết quả ban đầu quan trọng các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế dân quá xã hội đều đạt và dự kế hoạch thu nhập bình quân đầu người 13,9 triệu đồng một người một năm vào năm 2010 lên 40 triệu đồng năm 2014 số hộ nghèo từ hơn 1.200 hộ năm 2011 giảm còn gần 640 hộ năm 2014 kinh tế phát triển đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong vùng nông thôn không ngừng được cải thiện và nâng cao sau 5 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, dự kiến đến cuối năm 2015, toàn quyện có 7 trên 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Con số này sẽ nâng lên thành 9 xã vào năm 2017. Và dự kiến, bước sang năm 2018, quyện sẽ lập hồ sơ đề nghị công nhận quyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới và trở thành quyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Năm 2015 là năm cuối chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh, thực hiện các mục tiêu kế hoạch hành động chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2015 của Quỹ ban Nhân dân tỉnh. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo quản lý và điều hành các hoạt động theo đó, tỷ lệ sinh năm 2015 giảm 0,32%, đạt 320% kế hoạch đề ra. Trong đó, các huyện giảm nhiều nhất là Tân Hưng, Kiến Tường, Tương Trụ và Cần Duột. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm 0,59%. Các đề án sàng lọc trước sinh, sơ sinh, mô hình tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, đề án giảm thiểu mất cân bằng chưa tính khi sinh đều được triển khai tốt. Năm qua, tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh toàn tỉnh là 105 trẻ sinh nam trên 100 trẻ sinh nữ, thấp hơn so với năm 2014. Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức thành công các chiến dịch truyền thông, lồng ghép cung cấp dịch vụ, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại 164 trên 192 xã, với hơn 5.000 lượt thai phụ khám sàng lọc trước sinh, đạt 82,6%. Trên 3.600 lượt nam nữ khám sức khỏe trước khi kết hôn và gần 30.000 lượt phụ nữ khám điều trị phụ khoa. Năm 2016, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Long An sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đạt mục tiêu chủ động duy trì mức sinh thấp hợp lý, giảm chênh lệch mức cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số đáp ứng nguồn nhân lực cao phục vụ cho sự phát triển nhanh bền vững của tỉnh nhà. thưa quý vị thịt mỡ chưa hành câu đối đỏ cây nêu tràn pháo bánh chưng xanh đó là những hình ảnh không thể thiếu trong ngày tết cổ củ truyền của người việt nam ta xưa cuộc sống tất bật hiện đại ngày nay mặc dù cách ăn tết của mỗi vùng miền mỗi nhà tuy có phần khác nhau nhưng những nét đẹp trong phong tục văn quá tết vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa trong tiềm thức của người việt tết nguyên đáng chỉ thực sự trọn vẹn khi được sống trong không khí đoàn viên họp mặt cùng gia đình Tết là ngày lễ lớn trong năm mang ý nghĩa nhân dân sâu sắc. Đây là dịp để những người con xa quê trở về đoàn tụ bên gia đình sau một năm bộn bề lo toan. Giữa nhịp sống hiện đại ngày nay, Tết thực sự là khoảng thời gian đầm ấm nhất của gia đình, là niềm hạnh phúc sâm dày của người lớn, sự háo hức của trẻ thơ. Dù cho bao thế hệ trưởng thành nối tiếp nhau, những ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền vẫn còn lưu giữ trong tinh thần nếp sống, nếp nghĩ của mỗi người Việt. Ông Cao Hữu Tưởng, xã Thuận Nghĩa Quà, quyền thành quá tỉnh Long An cho biết như truyền thống của ông bà ta ngày xưa Tết là dịp để con cháu quê bên nhau các thành viên trong gia đình đoàn tụ lại để nhìn lại những điều trong năm mình chưa làm được để năm mới mình đặt phấn đấu làm cho tốt gia đình nơi chúng ta tìm về với nguồn cội nơi khởi nguồn cuộc sống và là chiếc nôi đầu tiên để mỗi người trở nên hoàn thiện. Đó là lý do mà ai ai cũng đều mong muốn trở về với mái ấm yêu thương trong ngày Tết. Con cháu tụ họp bên mâm cổ đầu xuân không đơn thuần để thưởng thức những món ngon xưa của ông bà cha mẹ đã từng nấu, mà còn là cơ hội để thể hiện đạo làm người, luôn giữ trọn chữ hiếu, chữ nghĩa. Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích cùng con là bé Lê Cao Khánh Vi, ngụ xã Thuận Nghĩa Quà, quyền thành quá chia sẻ. À thì ngày thường thì các thành viên trong gia đình thì bận biểu với công việc làm ăn. Và ngày Tết thì anh chị em thống nhất với nhau là sẽ xung vầy bên gia đình và ăn một bữa cơm thân mật. Con rất thích Tết vì Tết con được về quê thăm ông bà. Con được bạn đồ đẹp, được lì xì. Năm mới con chúc ông bà dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Cả chào có cô nhớ quê nhớ Tết ngọt ngào. Ơ thịt kho tàu nồi bánh tét xuân. Ngày Tết không thể thiếu bánh tét một món ăn mang cái tên chân chất, thật thà mà đậm đà ý nghĩa. Bánh tét đã trở thành món ẩm thực mang đậm hồn quê trong dịp Tết cổ truyền của người phương Nam. Các thành viên trong gia đình mỗi người mỗi việc, ai nấy đều háo hức để làm ra những chiếc bánh thật đẹp dâng lên cúng ông bà tổ tiên trong khoảnh khắc ấy, con người ta dường như được tiếp thêm nguồn năng lượng yêu thương và cảm thấy trân quý từng phút giây mang đậm hương vị ngọt ngào của cuộc sống. Nhạc sĩ Bửu Thiết, nhà nghiên cứu văn học dân gian chia sẻ. khi mà nói về cái cái Tết dân tộc Việt Nam thì phải nghĩ ngay tới cái chuyện là cái Tết đoàn tụ, cái Tết sum vầy của gia đình mà còn còn cả gia tộc nữa trong không riêng gia đình. Ăn Tết ở nhà nó thể hiện cái sự trước hết là đạo làm người phải trước hết là phải cúng ông bà hai là phải tôn trọng ông bà cha mẹ nếu còn sống rồi chú bác cô gì nữa rồi lại có cái tục là sau đó là gia đình kéo nhau đi thăm thăm láng giềng sớm giềng lối sớm thì cái Tết dân tộc Việt Nam nó có nguồn gốc sâu xa từ tín ngưỡng dân gian Việt Nam Việt Nam thuần Việt thưa cô chị mùa Tết một của sự yêu thương và sâm dày. Tết Nguyên Đán chính là bữa tiệc sinh hoạt văn hóa, lưu giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trong những ngày đầu năm mới Bính Thân 2016, xin chúc quý vị hưởng một mùa xuân bình an, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui bên gia đình. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Tối 7 tháng 2, tức 29 tháng Chạp, năm Ất Mùi, không khí thiêng liêng của đất trời giao quà đón mùa xuân mới. Trong ngút ngàn của hồn thiên sông núi, hội tụ tại điện kính thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng. Thay mặt đồng bào cả nước, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Phú Thọ, thành kính tổ chức lễ dân hương tưởng niệm tri ân công đức các vua hùng và cầu mong tổ tiên phù hộ cho xã tắc thịnh dượng quốc thái dân an bách gia trăm họ dạng đại trường tồn Thay mặt đồng bào cả nước Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Chân Mạc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu đã giao thượng cung dân hương qua lễ giật tri ân công đức của các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu nhấn mạnh, con cháu Lạc Hồng nguyện mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cho ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Cầu mong tổ tiên phù hộ cho xã tắc thịnh dưỡng quốc Thái Dân An, bách gia trăm họ giảng đại trường tồn tri ân công đức các vua hùng con cháu lạc hồng nguyện cùng nhau đoàn kết để bảo vệ dạng toàn gian sơn cấm dốc giữ gìn cơ nghiệp đời đời hương khói vùng thờ lăng miếu tổ tiên sau nghi thức dân hương các đại biểu đã đến đặt vòng qua tại lăng hùng chương thứ sáu vòng qua của đoàn mang dòng chữ đời đời ghi nhớ công ơn các vua hùng đã có công dựng nước ngoại trưởng hà lan Beth Coenders ngày 7 tháng 2 cho biết, nước này sẽ xem xét lại quan điểm về thỏa thuận hội nhập giữa Ukraine và Liên minh châu Âu-EU nếu người dân của họ nói không trong cuộc trưng cầu dân ý với thỏa thuận này dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 4. Ông Coenders được dẫn lời nói, Luật trưng cầu ý dân được quy định rằng chính phủ cần xem xét lại quan điểm về hội nhập giữa EU và Ukraine nếu kết quả trưng cầu là tiêu cực. Tôi không muốn nói trước về kết quả, nhưng có kết quả chúng tôi sẽ quyết định làm gì. Ông Koenders cũng lưu ý, ông ủng hộ việc phê chuẩn thỏa thuận này. Hà Lan là nước duy nhất trong EU chưa phê chuẩn thỏa thuận hội nhập của Ukraine. Vào tháng 10 năm 2015, Hà Lan cam kết sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý, trong đó người dân phải trả lời liệu có cần phê chuẩn thỏa thuận trên hay không. Tuy trưng cầu dân ý chỉ mang tính khuyến cáo, song nếu có hơn 30% dân số tham gia, Hà Lan sẽ phải lưu ý tới kết quả của nó. Trước đó, kết quả của khảo sát truyền hình In Vendat của Hà Lan cho thấy đa số người dân Hà Lan phản đối việc phê chuẩn hiệp định liên kết cho Ukraine và EU. Theo kết quả khảo sát này, thì hơn một nửa số người được hỏi khẳng định chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý. Trong đó, 53% số người được hỏi cho biết sẽ không ủng hộ việc phê chuẩn văn kiện này. 25% cho rằng họ rất có thể bỏ phiếu phản đối phê chuẩn hiệp định. Thưa quý vị, chương trình thời sự Mường Xuân bến Thân chiều nay 8 tháng 2 năm 2016, nhằm ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, trên sóng Phát thanh của Đài Phát thanh giờ Trung hình Đông An xin kết thúc tại đây. Chương trình này do Hoàng Cương biên tập cùng các phát thanh viên Kim Trúc và Thái Dương thể hiện trước máy. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, thân ái chào tạm biệt.